cho cái phương trình ái sơ bình phương cộng b sơ cộng c với a b là các a b, c là các số nguyên bây giờ giả sử nó có nghiệm hữu tỷ p trên q p q là số nguyên p q nguyên tố cùng nhau bây giờ chứng minh là p là ước của c còn q ước của a thế thì ở đây chúng ta thay vào thế thì ở đây ta sẽ có a p trên q tất cả bình phương cộng b p trên q cộng với c Đúng không, rồi chúng ta nhân hai về cho quý bình phương để khử mẫu thì ở đây ta sẽ có là AP bình phương cộng với b, b quý cộng với c quý bình phương bằng 0. này ta tách ra, đây chuyển cảnh sang bên này, thì ta sẽ có là, ở đây ta đặt p làm nhân tử chung, thì đây là AP cộng với b quý sẽ bằng trừ c quý bình phương. Vậy từ đây ta sẽ suy ra suy ra là C quý bình phương sẽ chia hết cho P mà Q và P là nguyên tố cùng nhau đó suy ra Q bình phương và P nguyên tố cùng nhau vậy từ đây suy ra C chia hết cho P hay nói cách khác P là ước của C à, tức là ta sẽ chia được ra chứng minh được cái trường hợp đầu tiên đó kỳ đầu tiên tiếp tục ta sẽ chứng minh quý là ước của a đây thì ta sẽ tách ra tách cái sang bên này và đặt quý làm nhân tử chung thì đây là b, b cộng với c quý bằng trừ a b bình phương vậy từ đây ta suy ra a b bình phương sẽ chia hết cho quý và P bình phương tương tự như vậy và quý là nguyên tố cùng nhau Đó. vậy từ đây suy ra a chỉ cho quý hay là cách khác là quy là ước của của a. này các bạn nhé vậy ta đã chứng minh được rằng nếu phương trình này có nghiệm hữu tỷ p trên Q, p và quy nguyên tố cùng nhau thì lúc đó P là ước của C tử là ước của cái hệ số tự do này còn mẫu sẽ cái số của mẫu là ước của cái hệ số hệ số cao nhất này hãy chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo